chúng ta đang đến với buổi chiều đạp vịt ở trên hồ Xuân Hương. Các bạn có thể thấy mọi người đang đạp vịt ở nơi này. Buổi chiều thì chúng ta có thể ngắm hoàng hôn trên mặt hồ, rất là tuyệt phải không ạ? Thật sự là hồi giờ mình chưa có đạp vịt lần nào, cũng hy vọng có dịp sẽ trải nghiệm và review cho các bạn nhé. Cái chiếc vịt này là chiếc vịt lớn, đi được hình như là 6-7 người vậy đó. Đây là một gia đình này, có 3 người lớn và 1 em bé đây này. Hôm nay cả team đang đi đạp đêm, quá đã luôn. Không khí Đà Lạt dễ chịu. Trên đây làm 5 vòng bờ hồ. Đây là khung cảnh hồ Xuân Hương đêm nay. Mọi người tập thể dục rất là đông. Và cũng có những công trình trang trí để cho bà con sống ảo nhân dịp festival. Đây là khu vực quảng trường của Đà Lạt. Và nơi này sẽ là nơi diễn ra các sự kiện lớn như lễ khai mạc, bế mạc của festival. Hiện nay thì ở đây đang dựng lên một cái đài làm sân khấu lễ hội rất là lớn. Một phần của sân khấu, còn khán đài này nó nằm lên trên đường luôn. Các bạn có thể thấy ở đây quy mô rất là lớn mà. Đà Lạt đang khẩn trương chuẩn bị cho festival hoa năm 2022. Các bạn có thể thấy dàn đèn trang trí quay về hướng sân golf mà rất là đẹp. Và nó đổi màu liên tục luôn. Cái này mà các bạn design đánh nhạc ánh sáng hòa theo thì rất là tuyệt. Và đêm nay là đêm rằm nên là có tranh đầu đằng xa các bạn. Các bạn có thể thấy tranh ở đằng xa kia. Các bạn có thể thấy khung cảnh lúc này thì trăng rằm đã lên, hòa cùng ánh sáng lộng lẫy của ánh đèn thì cũng có ánh sáng của thiên nhiên, rất là đẹp phải không ạ? Đêm nay là một đêm rất là tuyệt vời để chúng ta đi đạp xe quanh bờ hồ nghỉ ngơi, nắm vòng bờ hồ. Và đây con đường Đà Lạt đêm lung linh sắc màu. Đêm nay trăng quá đẹp các bạn ạ, lung linh hòa trang với ánh sáng của hiện đại, những ánh đèn LED đêm thì phía đằng kia trăng rất là đẹp. Ai cũng dừng lại để ghi những khoảnh khắc này, rất là tuyệt, rất là đã. Các bạn thấy đẹp không? Quá tuyệt luôn. Đây, du anh này hay chạy đỏ, anh chụp đỏ.